Kính mời quý vị cập nhật tin tức thời sự, những thông tin đáng chú ý trong chương trình tối nay. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thăm chúc Tết các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh dự khai mạc trưng bày báo tạp chí sách Mừng Đảng Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh thăm và chúc Tết các doanh nghiệp ở khu kinh tế Dung Quất, thăm và trao 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Quảng Ngãi. Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh thăm chúc Tết các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19. Nghi thức dựng nêu truyền thống ở huyện đảo Lý Sơn đã tồn tại gần 300 năm qua. Rạng sáng nay 24 tháng Chạp, trên 40 đình miếu ở đảo Lý Sơn đã dựng cây nêu để đón xuân mới Nhâm Dần, cầu bình an thịnh vượng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã đến thăm và chúc Tết các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh. Thăm và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng quân đội đối với sự phát triển chung của tỉnh. Trong suốt một năm qua, dịch bệnh COVID-19 kéo dài, có thời điểm bùng phát căng thẳng, lực lượng quân đội đã trở thành nhân lực tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng đưa Quảng Ngãi sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ chiến sĩ. Đề nghị trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là việc bảo đảm các kế hoạch tác chiến trong mọi tình huống, đoàn kết và vững tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý đến nhiệm vụ chính trị đầu năm mới là hoàn thành công tác giao quân. Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến thăm và chúc Tết tại Đại đội Kho Vũ khí Đạn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúc mừng kết quả đạt được của đại đội trong năm qua. Đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ trên cương vị của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng được giao. Bí thư Tỉnh ủy trao quà Tết Nhâm Dần 2022 và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ. Thăm và chúc Tết tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới, hạnh phúc và thắng lợi đến cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Mong cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục sát cánh cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi phòng chống dịch bệnh COVID-19, phục hồi kinh tế, ổn định xã hội. Trong thời điểm diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là trên tuyến biển và ranh giới giữa các địa phương, sẵn sàng chiến đấu và phòng chống hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Năm 2022 là năm vẫn còn nhiều thách thức khó khăn. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ chiến sĩ của đơn vị quyết tâm đoàn kết đồng lòng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, mang lại bình yên cho nhân dân, nhất là dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đã dự khai mạc trưng bày báo, tạp chí, sách Mừng Đảng Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022. Hoạt động do Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thư viện Tổng hợp tỉnh tổ chức. Trưng bày báo, tạp chí, sách Mừng Đảng Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 đã trở thành hoạt động văn hóa tinh thần rất có ý nghĩa, là nét đẹp truyền thống mừng đất nước vào xuân, mừng Đảng quang vinh. Năm 2021 đầy biến động với đại dịch COVID-19 phức tạp kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động báo chí. Với bản lĩnh và ý thức nghề nghiệp, tinh thần dấn thân, trách nhiệm xã hội của người làm báo, đội ngũ làm báo trong cả nước và báo chí Quảng Ngãi đã nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của báo chí, cung cấp thông tin nhanh nhạy, trung thực, đầy đủ đến người dân. Báo chí đã phản ánh kịp thời những sự kiện lớn, những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là chủ trương, biện pháp về thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và từng bước khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định trật tự, an toàn xã hội và đời sống nhân dân. Báo chí thật sự là cầu nối giữa nhân dân với đảng, nhà nước, góp phần định hướng dư luận và tạo đồng thuận xã hội.
Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã trao tặng 15 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 15 em học sinh của huyện miền núi Trà Bồng từ nguồn ủng hộ của chương trình Ly Cà Phê 50.000. Qua 44 lần tổ chức, tính từ năm 2016 đến nay, chương trình Ly Cà Phê 50.000 của Hội Nhà báo tỉnh đã vận động được hơn 1,3 tỷ đồng, giúp cho 280 trường hợp ngặt nghèo, hoàn cảnh khó khăn, hai đơn vị bảo trợ xã hội và một số địa phương. Sau lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đã tham quan các gian trưng bày. Có gần 120 đầu báo, tạp chí với hơn 200 ấn phẩm của các cơ quan, ban, bộ, ngành trung ương, 63 báo địa phương của các tỉnh, thành phố, tạp chí Người làm báo của các hội nhà báo trong cả nước được trưng bày. Ngoài ra, có 5 gian trưng bày, báo, tạp chí, ấn phẩm là Đặc san, Bản tin, Nội san, tạp chí, chương trình của báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Các gian trưng bày đã phản ánh, thông tin, giới thiệu của báo chí, bức tranh toàn cảnh về chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, các địa phương trong cả nước và của tỉnh Quảng Ngãi. Hoạt động trưng bày báo, tạp chí, sách Mừng Đảng, Mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức là từ ngày 24 đến hết ngày 26 tháng Chạp. Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đã đến thăm và chúc Tết các doanh nghiệp ở khu kinh tế Dung Quốc. Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng và lãnh đạo các sở ngành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cùng đoàn đã đến thăm chúc Tết công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Quảng Ngãi, công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quốc, công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Doosan Việt Nam. Đại diện các doanh nghiệp đã cảm ơn về sự quan tâm và hỗ trợ doanh nghiệp của chính quyền địa phương và các sở ngành trong thời gian qua, nhất là trong năm 2021 khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh. Chính sự hỗ trợ quyết liệt của lãnh đạo tỉnh mà doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động, không để đứt gãy chuỗi sản xuất. Điều này rất có ý nghĩa đối với doanh nghiệp trong việc thực hiện các đơn hàng và giữ uy tín trên thương trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm vừa qua. Do dịch COVID-19 thời gian qua diễn biến phức tạp khó lường, nên nhiều doanh nghiệp bị gián đoạn hoạt động. Nhưng với sự quyết tâm của tỉnh, nỗ lực của doanh nghiệp và sự đồng hành, ủng hộ của người dân trong công tác phòng chống dịch, song hành với phát triển kinh tế xã hội. Điều đó góp phần cho tỉnh kiểm soát tốt tình hình và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các doanh nghiệp chú trọng thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước. Các cấp chính quyền tỉnh sẽ luôn đồng hành hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thẩm quyền để doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đã đi thăm và tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình khó khăn ở thành phố Quảng Ngãi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh đã đến thăm và trao 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tịnh Kỳ và Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh chia sẻ thăm hỏi và chúc bà con xã Tịnh Kỳ và Tịnh Thiện đón Tết cổ truyền dân tộc Nhâm Dần 2022 đầm ấm vui tươi. Mong muốn bà con giữ gìn sức khỏe, không ngừng nỗ lực khắc phục những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát huy truyền thống của dân tộc, tiếp tục quan tâm chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để nhà nhà, người người được đón Tết cổ truyền dân tộc ăn vui. Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Phiên đã thăm chúc Tết các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19. Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Phiên đã đến thăm chúc Tết Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 cơ sở 1 tại huyện Bình Sơn. Hiện có 120 bệnh nhân đang được chăm sóc và điều trị. Mỗi ngày có 25 nhân viên y bác sĩ điều dưỡng, túc trực thường xuyên để tiếp nhận và điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh
đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm túc trực chăm sóc và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Trong thời điểm dịch phức tạp, lực lượng tuyến đầu, nhất là đội ngũ y bác sĩ, đã căng mình phòng chống dịch, góp phần to lớn vào việc kiểm soát, điều trị, hạn chế tử vong do mắc COVID-19. Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc đội ngũ y bác sĩ cùng gia đình sức khỏe, đón Tết vui tươi và tiếp tục nỗ lực hết mình vì người bệnh. Đến thăm chúc Tết Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 cơ sở 2, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh chúc lãnh đạo y bác sĩ nhiều sức khỏe, đón năm mới an lành. Mong các y bác sĩ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là trong dịp Tết Nhâm Dần. Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 hiện đang chăm sóc hơn 100 bệnh nhân, chủ yếu là các ca bệnh nặng, bệnh nền. Hiện có gần 30 y bác sĩ trực tiếp điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân. Trong dịp Tết Nhâm Dần, bệnh viện sẽ tăng cường thêm nhân lực để đảm bảo công tác điều trị chăm sóc cho bệnh nhân. Thăm chúc Tết Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh đánh giá cao đóng góp của nhân viên y bác sĩ đã tích cực tham gia truy vết, khoanh vùng, xử lý để ngăn chặn và kiểm soát dịch. Đặc biệt là việc triển khai các chiến dịch tiêm vaccine đã góp phần vào việc phủ sóng vaccine cho người dân với tỷ lệ cao trong cả nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn viên chức người lao động và đội ngũ y bác sĩ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúc lãnh đạo, nhân viên y bác sĩ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đón một cái Tết an lành, hạnh phúc. Sáng nay, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thanh An đã về dự chương trình Xuân Yêu Thương năm 2022 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tại quảng trường 28 tháng 8, huyện Trà Bồng. Chương trình Xuân Yêu Thương đã trao tặng 8 ngôi nhà nhân ái với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Trao 100 suất quà gồm có 300.000 đồng tiền mặt, bánh chưng cùng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trao tặng 670 bánh tét, 250 bộ quần áo cho thiếu nhi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trà Bồng. Với mong muốn chia sẻ, lan tỏa yêu thương, mang đến một cái Tết đầm ấm tươm tất hơn. Chương trình Xuân Yêu Thương là một trong những hoạt động mở màn cho các hoạt động thiết thực chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 15 và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Beverage trao quà Tết và vật phẩm hỗ trợ học đường cho học sinh miền núi trong tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Beverage trao 150 suất quà Tết và vật phẩm hỗ trợ học đường cho học sinh các trường trung học cơ sở Thanh An, huyện Minh Long, trường tiểu học trung học cơ sở Sơn Nham, huyện Sơn Hà, trường tiểu học trung học cơ sở Ba Bích, huyện Ba Tơ. Mỗi trường 50 suất quà cho các em học sinh và hỗ trợ 42 triệu đồng cho mỗi trường để sửa chữa và mua sắm trang thiết bị dạy và học. Tổng kinh phí hỗ trợ 150 triệu đồng. Những suất quà đầy ý nghĩa giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón xuân vui Tết ấm áp. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, một số cơ quan đơn vị đã đến thăm và chúc Tết Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm chúc Tết tập thể lãnh đạo viên chức người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Các cơ quan đơn vị đánh giá cao những thành tựu nổi bật của đài trong thời gian qua. Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi luôn cố gắng vượt qua khó khăn, tuyên truyền kịp thời chính xác, thông tin chính thống đến đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh, là cầu nối thông tin tuyên truyền đến công chúng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các đơn vị mong muốn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong công tác tuyên truyền. Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan đơn vị đã dành tình cảm tốt đẹp cho Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Đài sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan đơn vị trong công tác tuyên truyền. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi lại gói bánh chưng xanh tặng người nghèo. Năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên không gói bánh chưng tập trung mà giao cho các cơ quan đơn vị tổ chức gói và nấu tại chỗ. Những chiếc bánh chưng sau khi nấu chín được cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tận tay cho những gia đình chính sách, hộ khó khăn trước Tết Nhâm Dần 2022.
các đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ nếp, đậu xanh, thịt heo, lá dong, lá chuối. Mỗi người thể hiện tài năng khéo léo của những đôi tay của người lính. Những chiếc bánh đã được gói xong và nấu, không thua kém gì thợ bánh chuyên nghiệp. Em và cả những đồng đội của mình thì dựa trên tinh thần chống dịch nhưng mà vẫn quyết tâm và hăng say phấn khởi gói những cái chiếc bánh rất là ngon, xinh tươi, gửi gắm bao tình cảm của mình đến những người đồng bào miền núi xa xôi. Các đơn vị tổ chức nấu bánh tập trung. Những chiếc bánh chưng xanh đã nấu chín này được mang đến xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ để gửi tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đón xuân vui Tết cùng gia đình. Hôm nay bản thân chúng tôi thấy là bộ đội tặng quà cho dân rất vui mừng, giúp đỡ một phần nào khó khăn của địa phương để cái người dân có cái mùa xuân đón Tết hạnh phúc và ấm no. Thì cái cũng mong rằng trong gian đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy tỉnh của các ngành sở ngành của tỉnh tiếp tục có những quan tâm đến cái hộ dân nghèo trên địa bàn xã huyện Ba Tơ và đặc biệt là xã Ba Vinh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với một số đơn vị trao tặng hơn 700 chiếc bánh chưng, 700 suất quà cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình quân nhân xuất ngũ, bộ đội tại ngũ và dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Chương trình cũng trao tặng 50 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 1,2 triệu đồng. Lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức chương trình xuân đoàn kết Tết ấm tình quân dân trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi nhằm giúp đỡ bà con giải quyết một phần khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là những cái tình cảm và cái trách nhiệm của lực lượng vũ trang được mang đến với đồng bào và đã thể hiện qua những cái bánh chưng xanh và những gói quà để cho bà con được vui xuân đón Tết. Những chiếc bánh chưng, những phần quà nhỏ đã góp phần đem xuân đến với những gia đình chính sách hộ nghèo. Một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện được tinh thần đoàn kết gắn bó tình quân dân mỗi dịp Tết đến xuân về. Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2022 và mừng xuân Nhâm Dần 2022. Sáng nay, Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi phối hợp với Hội Di sản Văn hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đoàn Ánh Dương tổ chức trưng bày chuyên đề Di sản từ những con tàu cổ. Trưng bày chuyên đề giới thiệu hơn 300 cổ vật và hình ảnh liên quan đến những con tàu cổ đắm tại vùng biển miền Trung Việt Nam, hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi và các nhà sưu tập trong tỉnh. Giúp người xem thấy được vùng biển miền Trung Việt Nam, trong đó có Quảng Ngãi, là mắt xích quan trọng trong giao thương quốc tế vào thời kỳ hoàng kim của con đường tơ lụa. Các sưu tập hiện vật tìm được trong những con tàu cổ đắm tại vùng biển miền Trung và vùng biển Quảng Ngãi là những cổ vật có giá trị cao về mặt thẩm mỹ và khoa học, góp thêm vào kho tàng di sản văn hóa quốc gia một nguồn tư liệu quý giá về con đường tơ lụa trên biển. Trưng bày cũng chứng minh thêm về tầm quan trọng và vị trí chiến lược của vùng biển Việt Nam trong mối giao thương quốc tế hiện nay. Đây cũng là cơ hội để các nhà sưu tập cổ vật, những nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh giao lưu, nghiên cứu về di sản văn hóa biển. Trưng bày chuyên đề Di sản từ những con tàu cổ thực hiện trong 2 tháng tại gian tiền sảnh, phòng trưng bày Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, bắt đầu từ ngày hôm nay 26 tháng 1 đến ngày 26 tháng 3 năm 2022. Ở huyện đảo Lý Sơn, nghi thức dựng nêu truyền thống đã tồn tại gần 300 năm qua, với một tên gọi khác nữa là lễ trồng đu lên phướng đón Tết. Rạng sáng nay 24 tháng Chạp, trên 40 đình miếu ở đảo Lý Sơn đã dựng cây nêu để đón xuân mới Nhâm Dần, cầu bình an, thịnh vượng. 3 giờ sáng, di tích quốc gia Âm Linh Tự và Mộ Lính Hoàng Sa là di tích dựng nêu sớm nhất trên đảo. Các bậc cao niên đã thực hiện các nghi lễ cáo thần linh, kính cẩn vái vọng, thể hiện lòng thành kính với các bậc tiền nhân mở cõi, cắm mốc chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nghi lễ cáo thần linh cũng thể hiện khát vọng năm mới bình an, thịnh vượng. Dựng nêu là cầu mong trước, mừng đón, mừng xuân, mừng nhân dân trên đất đổ. Những người đi biển, đi Trường Sa, Hoàng Sa, giữ lãnh thổ biên cương của Tổ quốc, thì cầu mong cho nhân dân được bình an, thuận lợi, mưa thuận gió hòa. Sau lễ cáo thần linh,
các bô lão và các cháu cùng chung tay dựng nêu trước sở âm linh tự, báo hiệu thần linh xuân về Tết đến. Thân cây nêu được sơn màu đỏ, dài hơn 4 mét. Trên đỉnh cây nêu được gắn linh vật hình đầu rồng, được chạm khắc tinh xảo. Đặc biệt, ngoài lá phướng thì ngọn nêu còn treo lá cờ đỏ sao vàng như một lời khẳng định về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cây nêu không chỉ như một biểu tượng ngày Tết, cầu mong sự bình an, tốt lành trong năm mới, mà còn là giá trị truyền thống văn hóa, nối kết từ quá khứ đến hiện tại, xuyên suốt hơn 100 năm qua trên mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc. Từng nhớ các vị có công để đi giữ đó đó. Rồi, nhân loạn rất là nhờ cái sự cầu mong đấy là ra đánh bác ở tại Biển Khai. Do Hoàng Sa để giữ hối phận của Việt Nam mình và thu nhập cái nguồn hối sáng để về cho đất đô coi cần nhận sống được vào dùa hơn. Nghi thức dựng nêu của cư dân đảo Lý Sơn tồn tại gần 300 năm qua. Nghi thức dựng cây nêu ngày Tết là dịp để các thế hệ con cháu, họ tộc trên đảo tưởng nhớ bậc tiền nhân có công khai khẩn vùng đất đảo và tri ân cha ông nằm lại nơi hoàng sa đất mẹ vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cây nêu mỗi khi được dựng lên, như lời nhắc nhở với con cháu, phải có trách nhiệm với chủ quyền của đất nước. Thời điểm này là lúc nhiều tàu cá từ các ngư trường xa bờ tấp nập trở về bờ đón Tết, đoàn tụ cùng gia đình sau một năm miệt mài bám biển mưu sinh. Thế nhưng vẫn có những con tàu, những ngư dân ở Quảng Ngãi lại ngược Tết trực chỉ hoàng sa, gác lại niềm vui đoàn tụ ngày Tết cùng gia đình để xuyên Tết giữa biển khơi. Mọi thứ đã sẵn sàng cho phiên biển xuyên Tết ở Hoàng Sa. Ngư dân Đặng Văn Cường, chủ tàu QNR91374TS cùng anh em bạn biển ra khơi và sẽ đón Tết ngay trên biển Hoàng Sa. Dự tính tàu sẽ trở về bờ sau mùng 10 Tết. Giờ mình đón Tết ở sân biển thì mình phải chấp nhận thôi. Giờ mình làm biển mà, mình phải chấp nhận làm bấm biển. Rồi ra khơi ra đổ rồi gót đổ rồi mình cũng như là giữ đổ giữ đồ vậy cho nước Việt Nam mình. Người phụ nữ này xuống tận tàu tiễn chồng ra Hoàng Sa trước giờ nhổ neo. Tết này vợ chồng ngư dân Ninh sẽ không đoàn tụ sum họp mừng xuân mới. Anh cùng anh em bạn biển ra Hoàng Sa bám biển giữ đảo chấp nhận đón Tết muộn. Anh em bọn già lớn thì để đi ra đổ đi biển ra vùng biển Hoàng Sa để bám biển rồi Tết thì để mình đi làm xa vô rồi mình ăn Tết sau cũng được. Bây giờ mình cũng phải động viên mình thôi, bây giờ Tết thì giờ nhất thì nhờ có vợ có con rồi giờ kệ anh đi lớn rốt anh đi làm rồi để bám biển. Ngược Tết ra Hoàng Sa bám biển, rất nhiều ngư dân ở Quảng Ngãi đang bắt đầu một cuộc hành trình vượt biển xuyên Tết. Không chỉ là mưu sinh, cuộc vượt biển và đón Tết nơi ngư trường Hoàng Sa Trường Sa còn thể hiện trách nhiệm của ngư dân trước chủ quyền biển đảo. Hoàng Sa Trường Sa không thể một ngày vắng bóng những con tàu mang theo cờ đỏ sao vàng, những cột mốc sóng giữa biển Đông vốn đã truyền nối từ nhiều đời. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi phối hợp bàn giao nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo ở huyện Minh Long. Sau hơn 2 tháng thi công, hai ngôi nhà đại đoàn kết đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ở xã Long Sơn và Long Môn. Hai ngôi nhà có mức đầu tư xây dựng từ 50 đến 120 triệu đồng. Trong đó, công ty xăng dầu Quảng Ngãi hỗ trợ 50 triệu đồng trên một căn nhà. Có nhà mới, tạo điều kiện cho các gia đình có nơi an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống. Nhất là khi xuân mới Nhâm Dần 2022 đang đến. Tối nay, Sở Y tế tỉnh thông báo trong 24 giờ qua, Quảng Ngãi ghi nhận 396 ca mắc COVID-19. Cụ thể, huyện Bình Sơn có 79 ca bệnh, huyện Sơn Tịnh có 48 ca bệnh, thành phố Quảng Ngãi có 94 ca bệnh, huyện Tư Nghĩa có 61 ca bệnh, huyện Nghĩa Hành có 12 ca bệnh, huyện Mộ Đức có 10 ca bệnh, thị xã Đức Phổ có 16 ca bệnh, huyện Trà Bồng có 21 ca bệnh, huyện Sơn Hà có 11 ca bệnh, huyện Sơn Tây có 5 ca bệnh, huyện Minh Long có 3 ca bệnh. Huyện Ba Tơ có 32 ca bệnh. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Quảng Ngãi từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 13.643 ca bệnh. Tổng số bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 là 9.273 người. Tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị là 4.331 người. Trong số này có 20 ca bệnh nặng. Tối nay, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi vừa thông báo
có thêm 2 ca tử vong do COVID-19. Bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ nhất sinh năm 1931, có nhà ở xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi. Bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2. Sau thời gian điều trị, bệnh trở nặng và đã tử vong. Nguyên nhân tử vong là do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, viêm phổi nặng, đái tháo đường tuyếp 2 và suy kiệt cơ thể. Bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ hai sinh năm 1960, có nhà ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn. Bệnh nhân này cũng nhập viện tại bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2. Sau thời gian điều trị, bệnh trở nặng và đã tử vong. Nguyên nhân tử vong là do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nhẹ, theo dõi xuất huyết não, tăng huyết áp, bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, xơ gan và suy kiệt cơ thể. Như vậy, toàn tỉnh đã có 39 ca tử vong do COVID-19 tính từ ngày 26 tháng 6 đến nay. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình và các thông tin cập nhật trên fanpage Truyền hình Quảng Ngãi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.